Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt tóc cho con gái không cần phải đi tiệm. Đây, dụng cụ một chiếc khăn, một cái lược, một cái kéo và đây con gái mình. Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc thôi, 3 nốt nhạc là hoàn thành nha mọi người. Nhấn tóc lên. Cầm khăn. Để như thế này là để tránh tóc rơ vào mắt bé. Trả thẳng. Cây kéo thường ngày ở nhà luôn mọi người ơi. Không cần phải cây kéo xa lạ. Hai kéo, ba kéo, bốn kéo, năm kéo. Rồi xíu chúng ta sẽ có được một cái máy ngố như ý muốn. Rồi, khoan. Cưng chưa? Dễ chưa? Ok. Có cần phải chỉnh lên cái nào nữa không? Dạ không. Rồi, bye bye, chào mọi người. Bye bye.